Minh Toàn xin chào cô chú và các anh chị. Giữa trưa nắng này, Minh Toàn đang ở tại đường Đại Cổ Việt thuộc thành phố Hà Nội. Hôm nay Minh Toàn vừa có cái việc ở lên chợ Rời, Hà Nội và đang đi xuống cái mạn Hà Đông. Như thế Minh Toàn sẽ gửi một số cái hình ảnh về Hà Nội thời điểm này đến cô chú và các anh chị, nhằm giúp cô chú và anh chị hiểu thêm cái cuộc sống của Hà Nội ngày nay. Minh Toàn vừa rồi cũng có một số cái video về chợ Trời Hà Nội. Nếu cô chú anh chị quan tâm về chợ Trời Hà Nội bán những gì và chợ Trời Hà Nội nó như thế nào, gồm những mặt hàng gì, thì giá cả như thế nào, rất mong cô chú và anh chị xem thêm ở trong kênh mà cô chú anh chị đang xem. Đường này, đường Đại Cổ Việt này là nối liền với đường Trần Khát Chân và chúng ta đang đi lưu thông ở đằng trước. Cái công viên khá là lớn ở thủ đô Hà Nội. Đó là công viên Thống Nhất. Đây, trước mặt chúng ta là công viên Thống Nhất của Hà Nội. Và chúng ta chuẩn bị đi xuống một cái hầm, đó là hầm Chui Kim Liên. Đây, cái hầm Chui Kim Liên. Hầm Chui Kim Liên thì như cô chú anh chị, nếu mà chúng ta chưa quen đi hầm, thì khi mà chúng ta đi vào hầm Chui, chúng ta đi mà từ giữa trời nắng như thế này mà vào hầm Chui, tự nhiên nhưng thấy nó mở và choáng mắt. Thì cô chú và anh chị lúc lưu thông nên cẩn thận khi mà chúng ta đi vào các cái hầm như thế này. Đấy, rất là mờ luôn, và ai mà máu không lưu thông tốt là có thể choáng và bị ngã. Hầm này rất là nhiều rồi. Đoạn hầm này thì chạy qua cái đường Giải Phóng và đường Lê Duẩn của thủ đô Hà Nội. Minh Toàn đang lưu thông ở đây là qua cái hầm này là sẽ về đường Thăm Ngọc Thạch và đường Chùa Bộc hoặc đường Trường Chinh. Ở Hà Nội thì cô chú anh chị vào thấy vào giờ cao điểm thì xe cộ lưu thông rất là nhiều. Nhưng mà giờ này là cái giờ chính trưa. Nhiệt độ Hà Nội bây giờ tuy là đang là mùa xuân thôi, nhưng mà nhiệt độ khá là cao, khoảng 26-27 độ C. Đây, mình toàn xin phép rẽ trái ở đây về cái đường để về Hà Đông. Hà Nội thì ít tuân thủ luật giao thông lắm, đèn đỏ, nhưng mà mình cũng thấy các người đi vẫn là vượt đèn đỏ thôi. Đấy, còn không được. Thẳng lên đây là chúng ta đi lên xã Đàn. Hà Nội thì cuộc sống của Hà Nội ngày nay các
các tòa nhà và các khu chung cư mọc lên rất là nhiều so với ngày xưa. Nếu các anh chị nào mà đã từng học các trường đại học ngoài này vào cái thời kỳ trước thì bây giờ đi ra Hà Nội cũng khó nhận ra được các tuyến đường cũng như là các tuyến phố bởi vì các nhà chung cư cao tầng mọc lên rất là nhiều. Đường Phạm Học Thạch này thì là một trong những cái khu phố cũ của Hà Nội, thì ít cái nhà chung cư nhưng mà những cái mạn ven ven của trung tâm thành phố thì bây giờ phát triển rất là mạnh mẽ, và Hà Đông cũng là một trong khu đấy. Đến đây chúng ta mà rẽ trái là đi Lương Đình Của, đi thẳng là chúng ta về Chùa Bộc. Trước chúng ta là có một số cái tòa nhà mới được xây dựng. Đây, của chú anh chị nhìn thấy. Nếu mà chúng ta thẳng đây là đi ra đường Trường Chinh, còn rẽ phải đây chúng ta về đường Chùa Bộc, thì toàn xin phép là rẽ phải ở đường này nhé. Xe Hà Nội này nhiều học sinh sinh viên có những cái xe đạp điện đi rất là nguy hiểm luôn. Đây là cái tuyến đường Chùa Bộc, một trong những cái tuyến đường mua sắm dành cho sinh viên và các anh chị khi mà chúng ta mua quần áo hay giày dép, thì Chùa Bộc là một cái điểm đến khá là lý tưởng. Mạn tay phải của chúng ta thì ít cửa hàng hơn, nhưng bên mạn tay trái thì hầu như là bán quần áo giày dép. Và trên tuyến đường Chùa Bộc này là có một cái chùa gọi là Chùa Bộc, nên là ở cái đường này được đặt tên là Chùa Bộc. Và trong cái Chùa Bộc thì mình toàn có video về Chùa Bộc rồi. Nếu cô chú anh chị muốn biết về Chùa Bộc, thêm về Chùa Bộc thì chúng ta hãy xem thêm ở trong kênh của Toàn. Trước chúng ta là có một cái cầu vượt này cũng đã có một cái vụ rất là đỉnh đám, hầu như cô chú mà anh chị quan tâm đến báo đài mạng online biết được ngay ở vụ này là có một xe điện mà đâm hàng loạt xe máy rơi từ trên cầu xuống dưới dưới đường. Đây mình toàn chỉ phép ra rẽ trái để toàn xuống cái khu vực Hà Đông. Nếu mà chúng ta vừa rồi chúng ta đi thẳng là chúng ta đi đường Đại Hà, đây. Còn bây giờ là về đường Tây Sơn. Đường Tây Sơn thì được nối liền với đường Nguyễn Trãi và đường Trần Phú và đường Tôn Đức Thắng, đi thẳng lên đường Tôn Đức Thắng. Minh Toàn có một loạt video mới về Hà Nội, nếu có chú anh chị quan tâm thì rất mong có chú anh chị xem ở trong cái kênh chân phát của Minh Toàn, đó là Hà Nội ngày nay. Có rất là nhiều video về cuộc sống của Hà Nội. Không biết là cô chú và anh chị thấy cuộc sống Hà Nội như thế nào thì xin để lại
bình luận ở dưới video này, cảm nhận của mỗi người. Nếu mà cô chú anh chị nào thích sống hay không thích sống ở Hà Nội thì rất mong để lại bình luận ở dưới video này nhé. Minh Toàn xin phép dừng video này ở đây. Minh Toàn có chút việc vào ở khu vực này. Minh Toàn xin phép dừng video này ở đây. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.